Lisa mấy hôm nay ngồi hôm qua Lisa xem một cái nói về cái gì cái vụ Hoàng Sa Trường Sa gì đó. Lisa cũng ngồi cũng nghĩ nghĩ và cũng vào đây ngồi xem nói chuyện với mọi người xem cái vụ đấy như nào thì như Lisa thì Lisa thấy là những cái gì của cái trước năm 7 năm ấy thì mình như là mấy 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 bác mấy chú ở trong trong miền Nam á, giống như là đã nói hết rồi đúng không? Tại vì người ta ở trong đấy người ta hiểu được những cái vụ đó thì người ta nói hết rồi. Nhưng mà Lisa thấy là mấy cái ông nhìn thấy mấy cái ông mà đi cầm cái thánh giá đi ra đấy nói là cái gì tưởng niệm mấy cái người đó rồi làm mầm làm mỹ lên thì Lisa thấy buồn cười quá. Thì nhân tiện vào đây thì Lisa cũng nghĩ tới những cái chiến công của những cái người cờ vàng. Từ ngày Lisa qua đây, Lisa nhìn thấy thì Lisa cũng muốn muốn nói những cái chiến công của những cái người đấu tranh cờ vàng ở bên này. Thì thật sự khi Lisa ở Việt Nam, Lisa không để ý chính trị nhá. Từ xưa đến nay Lisa vẫn nói. Nhưng đến bây giờ khi mà có Facebook ấy, thì mình tất cả mọi người lên trên này ấy, thì có vẻ như là biết nhiều hơn đúng không? Còn Lisa cũng đã biết từ trước rồi, người ta hoạt động cái gì ở đây thì mình cũng biết rồi. Nhưng mà tại vì những cái chuyện giống như là mọi người ở đây người ta lo làm ăn công việc buôn bán rồi người ta làm ăn kiếm sống cho gia đình, đâu có ai để ý vào những cái chuyện đấy đâu. Cho nên không ai để ý cả. Nhưng mà Lisa muốn nói rằng những cái chiến công của các ông ấy sang bên này làm cái gì? Và Lisa luôn muốn nhấn mạnh để cho những cái người ở bên này biết. Thì trước khi nói, Lisa muốn muốn cho nó có cái đầu cái đuôi. Thì chúng ta những cái người đi qua đây để làm gì? Không nói đến những cái người đi trước năm 7 năm, đi sau năm 7 năm đi. Thì ai cũng qua đây tại vì nghèo, gia đình nghèo, đúng không? Thì muốn qua đây để có tiền để gửi về cho gia đình, để cho gia đình sống cái cuộc sống thoải mái. Đó là cái tâm trạng của mỗi một người bước chân ra khỏi 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 Việt Nam. Người ta đi người ta đều đều có cái sự suy nghĩ là đi để mang cái cuộc sống ấm no về cho gia đình người ta. Người ta chưa nghĩ đến chính trị, người ta chỉ nghĩ đến là làm sao để cho gia đình được no đủ, quên cái chuyện chính trị đi đã. Ok, thì ai cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Còn cái chuyện trước năm 7 năm đã bỏ sang bên đã. Ok, nói cái tâm lý của những cái người đi ra mà có đi ra khỏi Việt Nam mà có gia đình ở Việt Nam đó. Ai sang đây cũng hùng hục vào để đi cày. Và Lisa nói một điều nữa với những cái người ở đây nữa, nhấn mạnh với những người ở đây nữa, và tất cả mọi người đều hiểu rõ và rất rõ rằng là rất nhiều gia đình cãi cọ nhau, vợ chồng cãi cọ nhau cũng chỉ vì gửi tiền về Việt Nam thôi. Mày gửi nhiều, tao gửi, mày gửi nhiều hơn tao rồi, tao gửi ít hơn rồi này kêu các thứ. Vợ cãi nhau với chồng, anh chị em cãi nhau với nhau, anh chị em rồi á, tị nạnh nhau cãi nhau, rồi nhiều khi người nọ cãi nhau với người kia rất là nhiều. Thế thì có phải là cái cuộc sống của người ta ai ai cũng mong cho người Việt Nam mình được sung sướng không? Nếu như người Việt Nam mình được sung sướng thì những cái chuyện mà cãi cọ vợ chồng đó sẽ không bị xảy ra nữa, đúng không? Thì cái vấn đề ở đây là cái người ta hùng hục vào làm ăn
để lo cho người Việt Nam. Thì những cái ông bà nói rằng, luôn luôn vỗ ngực nói rằng thương nước, yêu nước thương dân đó, làm cái gì để giúp cho những cái người ở bên này? Mà suốt ngày há họng ra một cái là nói là đấu tranh cho người Việt Nam, đấu tranh cho cái gì? Trong khi chúng tôi phải lao đầu vào hùng hục làm để lo cho người nhà. Mà các ông các bà thì đi đấu tranh để làm gì? Để chống, không cho ai quan hệ với người Việt Nam, không cho người ở đây buôn bán với người Việt Nam, đúng không? Để cho những cái người ở đây, người ta nhập hàng của Trung Quốc vào đây để người ta buôn bán với người Trung Quốc, chứ không buôn bán với người Việt Nam. Ok, nếu như như Lisa vẫn đã nói và nói từ xưa đến nay, tại sao Lisa muốn nhấn mạnh đến cái điều này? Để cho kể cả người bên này, người ta không để ý, người ta cũng nhìn ra được cái điều đó. Và những cái người ở Việt Nam hiện giờ, những cái lớp trẻ đang suy nghĩ rằng họ đang đấu tranh cho mình. Thử nghĩ lại xem là họ đang đấu tranh cho ai. Họ làm như vậy có đúng không? Nếu như họ thực sự thương dân thì họ đã lo cho cái cuộc sống của người người dân mình đàng hoàng tử tế, đúng không? Thì người kể cả là chỉ cần ở trong trong Việt Nam có một cái cơ xưởng gì, hay là người dân ở trong Việt Nam buôn làm một cái xưởng bún mắm muối mì chính, hay là mắm cái gì, bất cứ một cái gì đi, hay là những cái bánh đa bánh đúc cái gì người ta sản xuất qua đây đi, mấy chục năm nay á, những người Á bên này hoàn toàn ăn đồ Trung Quốc ấy, nên xà nói cho các bạn biết là như vậy. Thì những cái đồ đấy giúp cho ai? Giúp cho nhân dân Trung Quốc, không phải giúp cho nhân dân Việt Nam. Ok, hơn 40 năm nay rồi, các ông các bà phải mở cái óc ra, cái đầu ra. Cái này không biết là cái này là do những cái người lãnh đạo, người ta bơm nhiễm vào cái đầu của những cái người chống cộng thù hận để người ta làm cái gì. Nhưng á, những cái người sống ở đây này, người ta phải quần quật, người ta làm rồi phải lo cho gia đình nữa, lo cái cuộc sống ở bên này, rồi lo cho cái cuộc sống ở Việt Nam nữa, cho người thân ở Việt Nam nữa. Thì nếu như các ông các bà đấu tranh thương dân, thực sự thương dân, tại sao không lo cho cái cuộc sống cho người Việt Nam ở Việt Nam đi? Nhập hàng vào đây, ăn hàng của Việt Nam đi, đúng không? Thì có phải là cái cuộc sống của người Việt Nam nó khá giả hơn không? Thì mấy chục năm nay người Việt Nam ở trong nước, người ta cũng cảm thấy rằng những cái người này đấu tranh là đúng, họ thương dân thực sự, đúng không? Còn nói về tham nhũng à? Con người á, tham á, Lisa đã nói nhiều lần rồi, tham á là một cái hệ thần kinh bị bại liệt của con người rồi, không chữa được, ở đâu cũng có tham ấy, đúng không? Nó càng nghèo khổ, một cái đất nước xã hội càng nghèo khổ ấy, thì cái lòng tham của con người nó càng mạnh, cái hệ thần kinh đấy nó càng càng liệt, không thể nào chữa được. Muốn chữa nó ấy thì trừ khi á, mình phải làm sao để cho cái xã hội đấy nó có công ăn việc làm nhiều vào, cái người dân người ta làm ăn đầy đủ đi một tí thì nó mới đỡ được đi chứ. Đây này, càng không cho người ta có việc làm thì lại cái người ta càng tham thôi. Cái đấy là đơn giản, nó rất là đơn giản thôi. Ở bên này có tham không? Con người ai mà không tham? Đẻ ra đã tham rồi. Đẻ ra ai cũng ôm chặt cái vú mẹ để bú rồi, cái đứa bé tí nó đâu đã biết cái gì đâu, mà nó ôm chặt ra rồi bỏ một cái ra rồi nó khóc thét lên, đúng không? Nó đâu đã biết gì đâu mà nó đã biết tham rồi, cái đấy là nó đương nhiên rồi.
Cho nên là đừng cứ nói là mình muốn 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 nghĩ là mình muốn suốt ngày mình cứ ngồi đây mình nghĩ là ồ cái chế độ nó tham này kia các thứ, mình thử đặt mình vào cái chỗ đấy xem mình có tham không. Đi xa nói thật á, đi sang Mã Lai kìa, Việt Nam gọi Mã Lai bằng cụ nếu mà nói về hối lộ. Thế sao không phải là bao che cho những cái người hối lộ, nhưng mình muốn làm cho cái chuyện gì, mình muốn giống như là muốn tìm hiểu một cái gì đó, mình phải tìm ra cái nguồn gốc của nó. Bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện nó đã xảy ra rồi mà mình phải tìm ra cái cốt lõi của nó, tại sao nó bị như vậy. Chứ không phải là mình cứ cứ nghĩ rằng cái chuyện nó xảy ra như vậy rồi mình cứ đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, thì đến bao giờ mới giải quyết được cái chuyện này, đúng không? Mình phải tìm ra cái cốt lõi của nó, tại sao nó có như vậy, nó tham là do đâu, tại sao mà nó tham như vậy, và tại sao nó lại có cái chuyện ăn hối lộ và hối lộ. Tại sao ấy, thằng kia nó ăn được và tại sao nó lại có người đưa cho nó phải có cái chữ tại ở đấy, đúng không? Chuyện gì nó cũng có lý do hết, không có cái chuyện gì là nó không có lý do cả. Lisa sang bên này bao nhiêu năm rồi, Lisa chứng kiến nhiều cái cảnh vợ chồng cãi nhau chỉ vì gửi tiền về theo gia đình, anh chị em rồi á, người này cãi nhau rồi kể lể rồi ôi trời ơi nó thế này nó thế nọ nó thế trai rất là nhiều rồi, đúng không? Thế nhưng mà mấy người bên này lại không giúp đỡ cho người Việt Nam mà đi giúp đỡ cho Trung Quốc mấy chục năm rồi, đâu có cho người ở bên này đi làm ăn mấy người người Việt Nam đâu, toàn nhập đồ Trung Quốc để làm ăn thôi. Đi ra những cái tiệm Việt Nam kia đi, tiệm những cái shop mà buôn bán đồ 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 khô này kia các thứ, chợ búa này kia các thứ, nhập hàng ở đâu? Không nhập hàng Trung Quốc thì nhập hàng ở đâu? Thế Lisa ngồi đây, tại sao Lisa lên nên Lisa nói, nhìn thấy người trướng tai gai mắt quá rồi. Xong khi mà nói thì lại bảo là Lisa điên mới lại Lisa này kia các thứ. Không có bà đấu tranh cái gì, đấu tranh cho ai? Khi mình muốn đấu tranh cái gì thì mình phải phải biết rằng thực tế mình đang làm cái gì. Và những cái người á, phục vụ cho những cái thằng mà nó kêu mình đấu tranh ấy, thì mình cũng phải suy nghĩ là nó đang kêu mình làm cái gì chứ. Hơn 40 năm nay rồi, cứ đi làm bảo vệ cho Trung Quốc thôi, để cho Trung Quốc nó làm độc quyền ở trên cái thị trường này, đúng không? Nhìn rõ ràng ai cũng nhìn thấy thôi, người Việt Nam đâu có làm được gì, mới mới có mấy gần đây mới lại có đồ Việt Nam qua đây, gạo nước này kia các thứ có bao nhiêu đâu. Rồi à, chúng nó cứ về Việt Nam chúng nó nói là người Việt Nam rồi à, cái gì đồ ăn bẩn rồi đồ này đồ kia để làm gì, để thực tế là muốn đánh vào trong Việt Nam để cho cái Việt Nam cái giá trị của Việt Nam không còn nữa, để ở bên này này tiếp tục xơi đồ Trung Quốc, hiểu không các bạn và các đồng chí? Người Việt Nam mình á rất là nhạy cảm, cho nên khi chỉ cần nghe một cái tin tức gì đó bắt đầu truyền 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 truyền, họ họ sợ ảnh hưởng đến đến mình một cái là họ họ không cần biết cái gì hết, cứ miễn là thôi tao nghe thấy cái tin đấy không có tốt cho mình một cái thôi, tránh xa nó ra cái đã, đúng không? Không cần biết là nó đúng hay nó sai, không cần nghĩ là không cần tìm hiểu nó đúng hay sai nữa. Khi mà cái đồ ở Việt Nam qua đây, nói thật, nếu mà hai loại mắm, ví dụ hai loại gạo, hai loại mắm,
bất cứ cái đồ gì của Việt Nam, Lisa ăn đồ Việt Nam an toàn hơn. Lý do Việt Nam bây giờ mới là một cái thị trường bắt đầu vào trong cái thị trường của thế giới này, cho nên những cái người người ta được xuất những cái đó sang đây người ta rất là cẩn thận. Tại vì bây giờ mình cứ thử để mình vào trong những cái người buôn bán như thế mà xem. Tự nhiên mình được xuất bao nhiêu đồ sang đây mình rất là vui chứ. Mình làm sao có thể mình để cho những cái đồ đấy nó không có giá trị mà nó vào lọt được vào trong này được. Cái thứ hai, những cái đồ ăn của Việt Nam nó phải hợp với tiêu chuẩn ở bên này thì ở những cái nước này nó mới cho nhập vào đây. Đó. Gì? Chị giúp cái gì? Tham nhũng. Nếu cái người hối lộ người ta không đưa thì làm sao mà tham nhũng được? Thằng nào mà ông tham, ai đưa tiền cho chị cũng soi à? Ngu gì ông lấy? Đúng không? Nhưng mà khi mình lấy á, mình phải có bản lãnh mình mới lấy được, hiểu không? Mình phải biết là cái đấy mình lấy, mình có đi tù không mình mới lấy, không? Ngu gì không tham? Tham mình phải biết chỗ tham, mà nó có bản lãnh nó mới tham được. Thằng nào giỏi thằng cứ tham ở đây này, ở cái đất này này, nó cứ để cho chúng mày tham, cứ tham đi, đừng để cho tao bắt được, có thế thôi. Cho nên người ta nói là ăn được mặn phải chịu được khát, là ở cái chỗ đó cứ tham đi, đến cái lúc mà bị bắt thì đừng có kêu, kệ nó cho tham đi, ai ai hối lộ cho nó đó. Mình phải suy nghĩ như vậy chứ. Còn những cái người mà người nào là người hối lộ cho nó, nói bình thường thôi, Lisa nói một cái chuyện là bình thường nhất ở trong cái cuộc sống hàng ngày đi. Ví dụ đi phóng xe vượt tốc độ hay là cái gì đó, đáng nhẽ phạt 200, bây giờ hối lộ phạt 100, xong ra kia ngoái cổ lại, mày ăn cái thằng này ăn hối lộ. Mình có thấy là vô lý không hả? Thế ví dụ mình là một cái người đứng ngoài đi, thế mấy cái cô gì vừa nói là tham đấy, em nào vừa tham hả, em nói tham gì người ta hối lộ gì, ok, cái thằng được ăn hối lộ á, chửi gì, chửi cái thằng ăn hối lộ gì, nó phóng nhanh quá nó đâm mẹ nó vào con nhà em á, xong bắt đầu xong nó hối lộ cho người ta, rõ ràng nó phóng nhanh nó vượt ẩu mà phạt nó thì nó chửi, đúng không? Không phạt nó thì làm sao bây giờ, đánh nhau à? Xong rồi nó dúi cho ít tiền, bây giờ tao cũng nghèo bỏ mẹ ăn được, mày cũng nghèo bỏ mẹ ăn được, thôi chia đôi đi cho nó khỏe. Xin lỗi nhá, mình nói thật á, nếu mình là cái người mà đi hối lộ mình cảm thấy nhục lắm, mình nói thật á, mình cảm mình là cái người có tội rồi, tại vì mình có tội cho nên mình mới phải hối lộ cho nó, hiểu không? Mình cũng là người có tội mà chửi cái gì. Còn cái thằng nó tham được, nó ăn tham được ấy, trên trời kia sẽ có mắt kìa, nó làm những cái gì á không lọt được qua mắt trời đâu. Rồi có một ngày ấy, người ta nói là cái gì, à, cái gì giấy không gói được nửa, gói mãi rồi nửa nó cũng cháy ra. Nhiều khi những cái người chửi ấy, mình phải suy nghĩ là mẹ cái thằng kia nó ăn hối lộ của tao, nhưng mà tao đâu có tử tế đâu, tao đi phóng người ta cho 60 km một giờ, bố mày phóng cho 100 km giờ, người ta bắt lại xong bắt đầu rồi chửi người ta, xong lại hối lộ cho người ta. Thôi 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 anh làm ơn, Lisa hồi nhỏ Lisa nghe nhìn rất nhiều rồi, buôn gian bán lậu phóng nhanh vượt ẩu,
Anh giơ cao đánh khẽ tôi. Thôi chú nằm hơn đi, chú này kia các thứ. Cái dân tộc Việt Nam nó là như vậy, hiểu chưa? Trời, cái gì? Bây giờ nhà báo nó vào nó làm việc rồi. Thế đó là cũng là một cái để cho mà bắt những cái thằng tham lam hối lộ, những cái thằng hối lộ và ăn hối lộ. Cái đấy bây giờ Việt Nam người ta cũng đang làm vậy. Người ta đâu có phải là người ta không 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 ra tay để người ta bắt đâu. Đâu có cái luật nào ở ở trên cái list cái gì á, có ở luật ở Việt Nam có cái luật nào đề là công an được quyền hối lộ hả? Cái đấy là cái chuyện cá nhân, những cái chuyện làm bất hợp pháp ở đâu mà không có, chính ở Úc này này, 30 năm trước tôi quen mấy cái người, Lisa quen mấy người ở Mã Lai à, 20 năm đồng à, 25 nghìn tiền Úc một chữ ký để được vào Úc này định cư. Ok, về sau nó bắt được cái thằng ở sở di trú người Úc này, bắt được cái thằng đấy thì đã mấy năm nó ăn rồi. Cái đấy có phải là gian không? Mà một khi mà nó gian đấy hả, nó ăn nhiều, nó không ăn lặt vặt như người Việt Nam đâu. Cứ ngồi ấy mà chửi, khi mình chửi á, mình phải đặt mình vào đó đã. Ngay như người ở đây đây này, gian trợ cấp, gian thất nghiệp, tách form ra, tách vợ chồng sống với nhau xong tách đôi ra, mỗi người lấy địa chỉ một nơi để ăn thất nghiệp cho nó nhiều. Con thì thường thường đến năm 10, 15, 16 tuổi á là được lấy tiền riêng á, thì con đang ở nhà mình á, cho mẹ nó con sang ở nhà khác đi để cho con nó được nhiều tiền lên. Cái đấy có vẻ gian không? Nói ra thì bắt đầu xấu hổ xong rồi nên chửi mình là con điên rồi, là chửi mình thế này thế kia. Phải chấp nhận sự thực đi, chúng ta là người Việt Nam hết rồi, chúng ta đều là người Việt Nam, cho dù sống trong nước hay cho sống ở ngoài nước cũng vậy thôi, chúng ta quá hiểu nhau rồi đúng không? Lisa ngay gần nhà Lisa này này, có một cái bà chuyên bán đồ ăn cắp nửa giá nhá. Đi vào nhà bà bày ra cái nhà xe cái như là một cái tiệm, xong rồi đi vào á mua mua ít á. Hồi Lisa lần về Việt Nam á, tính đi vào đấy xem có cái gì mua không? Mặt mẹ sưng 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 lên tại vì không mua gì. Chẳng lẽ lại gọi cảnh sát cho bà tóm cổ cho nó đến nó bắt bà tóm bà đi. Mình nghĩ là người Việt Nam cho nên là những cái chuyện này ai muốn làm cái gì là làm, kệ người ta, hiểu không? Toàn những người sĩ diện nên lên đây là toàn những là hơn gì người Việt Nam đâu, gian gì gian mới tham gì cũng ở đâu cũng vậy thôi, vì cuộc sống hết à nhá. Vì cuộc sống là ở đâu cũng vậy, người ta phải dùng cái đầu, dùng cái mưu, dùng cái kế để người ta có cái cuộc sống người ta thôi. Ở đây cũng thế, đủ các trò, không thiếu một cái trò gì hết. Như Lê Sả nói rồi, giả đi về làm hôn thê giả, đẻ được mấy đứa con ấy, vừa mới mở mắt ra cái cho cha về Việt Nam ấy làm mấy chục ngàn giả hôn thê, xong rồi sang đây ấy, làm một cái nhà, lấy tiền đặt cọc để mua một cái nhà. Cái đấy cũng là một cái cách của người ta, cũng hay thông minh đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế, đó là gian chứ còn là cái gì nữa đúng không? Tại sao chúng ta không nhìn vào cái đó mà chúng ta cứ phải đi ngồi đây ăn no ấm cặt rồi xong bắt đầu ngồi chửi người khác?
rồi em làm hại đến cho những cái người Việt Nam, rồi ăn ăn thì cứ đua nhau ăn đồ Trung Quốc, xong rồi đọng một cái cầm cờ lên là chống đồ Việt Nam, xong rồi cứ ai há mồm ra cái thì nhảy vào chửi, thấy có vô lý không? Lisa nói thẳng em, Lisa bảo tại sao Lisa phải nói, tại vì cả họ của Lisa vẫn còn ở Việt Nam, hiện giờ đang vẫn còn ở Việt Nam. Đứa nào á phá Việt Nam có nghĩa là động đến cả họ nhà Lisa. Bao nhiêu người ấy, người ta ra đi á, rất là nhiều người. Người ta vì gia đình người ta mới đi. Rất là nhiều những cái người người ta bỏ gia đình người ta đi hay là bất chấp mọi thứ để người ta giúp gia đình người ta. Đúng không? Thì cũng chỉ mong được cho gia đình được có cuộc sống nó thoải mái thôi. Thì cái bọn ở bên này thì lại cứ cứ làm cho cái Việt Nam ấy nghèo khổ đi. Cái chế độ nào mà không cần phải có một cái luật pháp, chế độ nào mà không phải có chế độ, cho dù cộng sản hay không cộng sản hay chăng nữa, cứ đòi lật lật cái chế độ ấy, rồi cái bọn nào vào để mà là lập lên để mà bảo vệ cái đất nước đấy. Cái trước mắt không cần biết là cái tốt hay là cái xấu thì đã, gia đình tôi nó loạn xì ngọc lên đã, khổ đã, con cháu không được đàng hoàng, không được bình yên đã, đúng không? Các ông các bà ở bên này á, ví dụ đánh nhau hay có cái chuyện gì á, các ông các bà dạng ra ngồi cười kha khả các khả. Các ông các bà có cho con cho cháu hay cái dòng họ các ông các bà có về Việt Nam hay giúp người Việt Nam không? Đúng không? Chỉ được cái lỗ mồm á. Mình đi qua đây mình cũng mong cho gia đình được hạnh phúc, gia đình được sung sướng chứ. Mình lại còn đi ra đây mình hại Việt Nam nữa. Thì đâu có phải là người nữa, đúng không? Mà mình nhìn thấy người khác hại gia đình nhà mình thì mình phải nhảy vào chứ làm gì nữa. Đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Đó. Đặc biệt cộng sản quá tham nhũng. Hoàng Sa. À. Còn cái gì mang ơn, mang nghĩa những người Hoàng Sa? Thì những cái người nào mang ơn ấy thì mang về nhà mà cúng. Đúng không? Nếu mà nói mang ơn ấy, người Việt Nam mình ấy có bao nhiêu cái kẻ thù? Trung Quốc, Mỹ, từ từ, Trung Quốc, Nhật, Pháp, Mỹ, đúng không? Còn thằng nào nữa đi sao quên nữa không? Thế thì mang ơn bao nhiêu người? Hả? Phải mang ơn bao nhiêu triệu 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 người. Mà chỉ có 70 mấy người mà loạn hết xì ngầu ra. Mà tôi xin Lisa nói cho nghe, năm 79 là cái năm mà Trung Quốc với Việt Nam đánh nhau. Thì á, cái bọn ở bên này á, nó nhảy lên, nó vỗ tay, nó sung sướng vì Trung Quốc đánh Việt Nam. Ok. Chứ có cái thằng nào nó cầm cờ đi, nó biểu tình chống Trung Quốc đâu. Tại sao bây giờ lại lên cơn vậy? Đó. Rồi á, nếu mà nói về 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 mang ơn á, thì á, bao nhiêu người chống chống Pháp, chống Nhật, chống tàu á, thì phải mang ơn đến đến cái giờ phút nào mới hết được. Mang ơn đến ngày ngày cũng mang ơn, lúc nào cũng mang ơn, năm nào cũng mang ơn à? Mang đến bao giờ cho mới hết được? 70 mấy người phải không? 70 mấy người. 70 mấy người Cộng Hòa đánh chiếm Hoàng Sa là mang ơn, tại vì mất con mẹ nó mất Hoàng Sa phải không?
Mang ơn tại vì làm mất Hoàng Sa cho Trung Quốc, cho nên là mang ơn. Chứ còn những cái người kia người ta đánh nhưng mà Việt Nam vẫn còn đó. Năm 79 mất bao nhiêu người Việt Nam, những cái người đó không phải là người Việt Nam à? Có cái thằng nào nó cầm cờ đi, nó biểu tình, nó chống Trung Quốc ở bên này không? Hay là nó ăn đồ Trung Quốc từ cái thời đó đến bây giờ? Đi xa thấy á, đi cầm cờ cái đi biểu tình xong nó đi nhậm trà, bên nhậm trà đi ra ăn đồ đồ ăn Trung Quốc ấy, nhậm trà là sáng người ta đi uống 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 trà ăn đồ ăn của Trung Quốc ấy. Rồi đi nhà hàng toàn đồ hàng nhà hàng tàu thôi, vào trong những cái tiệm 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 bán đồ kia toàn là đồ tàu thôi, mang ơn đấy, mang ơn đến bao giờ cho nó mới hết được được bao nhiêu cái triệu 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 người người dân Việt Nam đánh giặc. Thằng nào đây? Nên ở cái con này chuyên môn đi giáp giáp vào nhà mình. Cộng sản nên chết luôn là tốt. Cộng sản không có ở đây đâu, con ngu à. Mày muốn đánh cộng sản á, thì mày về Việt Nam mày đánh. Mày muốn chửi cộng sản thì mày giỏi mày về Việt Nam mà chửi, hiểu không? Đây á, ở đây ai cũng là người Việt Nam hết. Người ta phải nhìn thấy cái đúng cái sai, hiểu chưa? Làm người á phải biết đúng biết sai. Suốt ngày cộng sản mới cộng gì, để cho cộng hòa mà giữ nước á, mới có đánh được bao nhiêu ngày mất bà nó mấy cái đảo rồi đấy. Nghe ông Nguyễn Phương Hùng ông đọc cái trận chiến Hoàng Sa chưa? Rồi cái bọn bọn Mỹ đấy nó hứa với chúng mày như thế nào, nó có quay lại nó có giúp chúng mày không? Ừ? Tại sao chúng mày không thù nó đi, không thù Trung Quốc đi mà chúng lại ăn đồ ăn của chúng nó? Chúng mày không thù Trung Quốc, chúng mày không thù Mỹ đi, Mỹ nó bỏ rơi chúng mày mà. Trung Quốc nó viện trợ cho Việt Nam để đánh chúng mày, tại sao chúng mày lại ăn đồ của nó? Chúng mày lại chống đồ Việt Nam? Sao chúng mày ngu thế? Suốt ngày đả đảo người Việt Nam. Phải suy nghĩ chứ, nói cái gì nó phải có lý chứ, cứ lên đây cứ là phèo phổi ruột ruột can là đưa lên có cái tác dụng gì không? Một trăm người 90 người ghét cộng sản vậy hả? Thế tại sao mà 90 người cộng sản sao người ta không ra đứng hết ở đằng sau ở ngoài đường kia, người ta cùng với chúng mày để mà đả đạo đi? Tao toàn thấy mấy cái ông già cái sắp hết hơi rồi, đúng không? Suy nghĩ đi chứ. Lisa lên đây, Lisa chả phải là lên đây để chửi ai hết, nên lên đây để nói, tại vì Lisa là có gia đình ở Việt Nam. Lisa không dám nói, Lisa là yêu yêu dân yêu nước, tại mình không đủ tư cách để nói câu đó. Mình đã bước ra khỏi Việt Nam rồi, có nghĩa là mình đã bỏ cái Việt Nam đấy mình đi rồi. Mình không 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 dám, mình không đủ tư cách để mình nói cái câu là mình yêu dân yêu nước. Mình đã cầm cái hộ chiếu của nước khác rồi, mình là người khác rồi. Mình không đủ tư cách để mình nói cái câu là tôi là người yêu dân yêu nước. Mà Lisa chỉ đủ tư cách để nói là Lisa là người yêu gia đình của Lisa. Còn cái câu yêu dân yêu nước là các bạn cho Lisa cái câu đó. Lisa không dám nói là Lisa vì dân vì nước, Lisa vì gia đình của Lisa.
nhìn thấy cái gì đáng ra là phải nói từ nhiều năm về trước rồi, mấy chục năm về trước rồi, nhưng mà tại vì á cuộc sống phải làm, phải ăn, phải lo cho cuộc sống ở bên này, bây giờ mới được dỗi hơi thì mới nói được, có thời gian, mới lại hơn nữa mới có cái Facebook này thì mình mới nói được thôi. Mình trước đây Lê Sả cũng không có quan hệ nhiều với người Việt Nam, không có nhìn biết nhiều nhiều về cái cộng đồng Việt Nam. Thì bây giờ lên Facebook lại càng nhiều nhiều về những người cộng đồng Việt Nam này làm. Và khi nói chuyện với các ông hay là những cái người trên đây ăn tục nói phét, toàn những cái ông lớn tuổi mà nói chuyện toàn những văn văn phụ tùng ra, thì lại càng cho mình này cảm thấy rằng ấy, những cái người đó không xứng đáng để cho mình tôn trọng. Ok, đó.